Những năm về trước, có một vị cao lão tiên sinh ở Đài Bắc là người có tâm rộng lượng, đối với người khác thì rất khoan dung, học thức uyên bác, mỗi dịp lễ là có thói quen đến mua hải sản. Hey, xin chào ông Bội Sang. Hôm nay có muốn mua một ít cua không hả? Đây đều là mới bắt từ biển vậy đó. Vậy à? À, để tôi xem nào. Còn rất là tươi. Ông xem này, mỗi con cua này thật là to đó. Ồ, vậy bán cho tôi 5 kg. Được thôi. Con trai của vị cao lão tiên sinh này là một vị đệ tử thuần thành của Phật. Anh ta thường nhìn thấy cha mình, chỉ vì muốn ăn cua mà đã giết hại nhiều sinh mạng, không cầm lòng nổi, nên khuyên cha mình nên phóng sanh nhiều. Ba, ba đang ăn cơm à? Đúng rồi, à, con mau đến đây, à, con xem ba này, à, mới hấp xong một nồi cua này, còn rất là tươi đó. Mau qua đây ăn chung đi con. Ba, sao ba lại đi mua cua ăn nữa vậy? Sao vậy? Đâu phải là con không biết ba thích ăn cua đâu. Ba, ba còn nhớ lúc con còn đại học không? Ba đã tặng cho con một tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Ồ, hình như là có. Con trai à, con phải đi học xa rồi. Tượng Quan Âm Bồ Tát này, con phải mang theo bên mình để cầu Bồ Tát bảo hộ cho con được bình an. Ồ, là tượng Quan Âm Bồ Tát. Con đi xa, nếu gặp phải nạn cấp bách hoặc chuyện không như ý, chỉ cần niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát thì có sự cảm ứng ngay. Ba, lúc trước bởi vì là tình thương của ba, con mới có thể có được nhân duyên với Phật Pháp và học Phật Pháp. Điều cấm kỵ nhất của Phật giáo là sát sanh. Tội sát sanh là nghiệp nặng nhất. Chỉ vì cha muốn ăn cua, thỏa mãn dục vọng về khẩu vị mà cha đã tàn hại biết bao nhiêu là sinh mạng rồi. Ba, con thấy hay là ba đừng ăn cua nữa. Con thấy hay là ba đi mua một ít cá tôm đi phóng sanh đi. Như vậy mới có thể giải trừ nghiệp chướng sát sanh của ba. Mặt khác lại có thể cho các loài chúng sanh như là cá tôm thêm nhiều hy vọng. Trên phù hợp với Phật tâm, dưới lại hợp tình. Việc vui sao lại không làm? Con nói rất đúng. Vì để thỏa mãn dục vọng ăn uống của mình mà cha thường sát sanh hại rất nhiều sinh mạng, phải nên phóng sanh chuộc tội lỗi mới đúng. Cao lão tiên sinh sau khi nghe lời khuyên của con trai lại càng thường dốc lòng làm các việc hộ sanh. Hey, ông lão, ông lại đến nữa rồi. Ông xem, hôm nay mỗi con cua đều rất lớn, lần này muốn mua mấy cân hả? À, tôi mua hết toàn bộ này. Hả? Mua toàn bộ à? Ông à, ông mua hết nhiều như vậy à? Bây giờ tôi đã không còn ăn cua nữa rồi. Không ăn cua nữa à? Vậy thì mua nhiều cua như vậy để làm gì chứ? Tôi mua để phóng sanh. Hả? Cho đến một ngày kia, ông Cao cảm thấy khuôn mặt mình sưng rất đau. Ây da, sao lại như vậy? Sao lại đau như vậy chứ? Ba, ba sao vậy? À, không biết là chuyện gì xảy ra nữa, mà sáng nay thức dậy mặt của ba bị kẹp rất là đau. Sao lại sưng to như thế này chứ? Không được rồi, ba, mình phải đi khám bác sĩ mới được. Ơi da, đau quá, ơi da. Bác sĩ, rốt cuộc là ba của tôi mắc phải bệnh gì? Kết quả kiểm tra đã có rồi. Ba của anh mắc phải bệnh ung thư kỳ cuối. Căn bệnh này là loại bệnh cực kỳ hiếm thấy. Ông ta chỉ còn 3 tháng thời gian thôi. Hả? Sao lại có thể như vậy được chứ? Ơi da, đau quá, ơi da. Con trai của Cao lão tiên sinh rất hiểu nỗi đau của cha mình. Nỗi đau đó đến tận cả xương tủy. Hơn nữa, ông lại tuổi già sức yếu, thì làm sao có thể chịu đựng được? Cho nên anh ta đến trước Phật, thắp nhang nhất tâm khẩn nguyện. Bạch Đức Thế Tôn, con biết rất rõ cha của con mắc phải bệnh nặng là do nghiệp báo hiện tiền. Con cũng biết là không thể nào thay cha chịu tội được. Chỉ xin Phật lực gia hộ, nguyện cho cha của con có bệnh không khổ, có chứng không đau. Xin Phật Đà Từ Bi gia hộ tiếp dẫn, cho cha được sanh về Phật quốc. Con nguyện dốc lòng phóng sanh cho cha. Con trai của Cao lão tiên sinh biết được quá khứ cha mình đặc biệt thích ăn cua. Bây giờ nghiệp lực hiện tiền, mắc phải bệnh nặng, cho nên quyết định mua số lượng lớn cua mang đi phóng sanh. Bồ Tát Từ Bi, con nguyện thay cha phóng sanh, khẩn cầu Phật Bồ Tát Từ Bi gia hộ,
hồi hướng cho cha không phải chịu khổ nữa. Sau 2 tháng phóng sanh, mọi người kinh ngạc là Cao lão tiên sinh không còn đau nhức nữa. Tuy rằng vết thương sâu đến nỗi nhìn thấy xương, chảy máu mủ, nhưng mà từ đầu đến cuối không cảm thấy đau một chút nào. Ông lão à, ông có đau không? Không sao, cứ tiếp tục đi, tôi cảm thấy không đau chút nào cả. Cao tiên sinh, bệnh nhân đang xử lý vết thương, hay là ông đợi một chút hả? Bác sĩ, ba của tôi mấy ngày nay sao rồi? Bệnh tình chuyển biến khá tốt, nhưng mà thật là kỳ lạ là ông ta lại không thấy đau chút nào. Tôi đã làm bác sĩ nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy. Đúng rồi, thường thường vết thương sâu như vậy, nhất định sẽ đau không thể tả xiết, nhưng mà lão tiên sinh lại không đau chút nào. Ngay cả thuốc tiêm cũng không cần chích, thật là kỳ lạ quá à. Anh đến thăm ông ấy đi, thời gian của ông ấy không còn nhiều nữa. Ba đỡ hơn chút nào chưa? Đã đỡ hơn nhiều rồi, mấy ngày nay cha đều không còn cảm thấy đau chút nào nữa. Ông Cao nào biết được, đây là do con trai của ông Hiếu Thảo làm cảm động lòng người, thành tâm khẩn cầu Bồ Tát từ bi gia hộ cho cha mình có bệnh không đau. Con trai à, cha biết rồi, bệnh tật mà cha mắc phải đều là do thường ngày cha thích ăn cua. Cha nguyên mang hết tiền tiết kiệm của mình toàn bộ lấy ra phóng sanh. Ba không cần phải lo lắng, ba nhất định là sẽ khỏe hơn cha mà. Cha biết, cha mắc phải bệnh không có cách nào trị được. Bây giờ cha không còn lưu luyến trần thế này nữa. Nhất tâm niệm Phật, đợi Phật A-di-đà từ bi tiếp dẫn cho cha. Ba! Mấy ngày sau, Cao lão tiên sinh thể lực giảm sút, thần trí hôn mê, ra đi trong sự yên lành. Trước khi cha qua đời, con của ông Cao đã không ngừng hành thiện phóng sanh. Sau khi phát bệnh, đã thành khẩn cầu Phật lực gia hộ, hồi hướng cho cha có bệnh không đau, chánh niệm phân minh, để khi Cao lão tiên sinh vãng sanh về tịnh thổ, đây mới là lòng hiếu, đây mới là lòng hiếu tâm quý báu nhất, khó gặp trên thế gian này.
mâu.